Xin chào tất cả các bạn. Trong cái buổi chia sẻ này thì Yến sẽ nói về cái trị liệu peeling diệt khuẩn trong cái quy trình trị mụn. Peeling nhưng mà hoàn toàn không bong chóc, rát đỏ như những cái sản phẩm khác ở trên thị trường. Bộ trị liệu peeling của Matisse có hai sản phẩm là cái smoothing peeling là cái tuýp 100ml và cái post peeling massage gel là cái tuýp 200ml. Kèm theo đấy chúng ta sẽ có một đôi que silicone. Thành phần chính của smoothing peeling chính là hỗn hợp AHA và BHA. Với cái thành phần như vậy thì cái tác dụng của peeling thường dùng là để diệt khuẩn và loại bỏ các cái tế bào chết sâu hơn so với lại những cái sản phẩm tẩy da chết thông thường. Yến sẽ nói kỹ hơn về cái tác dụng diệt khuẩn của axit. Còn cái tác dụng tẩy da chết thì Yến đã nói trong một cái clip khác liên quan tới vấn đề trị liệu trẻ hóa da. Chúng ta đều biết là axit thì có tác dụng diệt khuẩn, nhưng cơ chế thì như thế nào? Và Yến sẽ giải thích rất là đơn giản như thế này. Đây là một cái hình ảnh rất là cơ bản của một tế bào vi khuẩn. Và các axit của chúng ta sử dụng thì tất nhiên là đều tan trong nước và phân ly ra H cộng mang cái điện tích dương, và cái phần còn lại là các anion mang điện tích âm. Nội bào của vi khuẩn là một môi trường trung tính có pH bằng 7. Vì vậy, khi các H cộng từ môi trường đi vào trong vi khuẩn thì tất nhiên là vi khuẩn phải đẩy H cộng ra để bảo vệ nội bào. Và khi vi khuẩn phải đẩy cái H cộng liên tục như vậy thì vi khuẩn sẽ mất năng lượng và sẽ chết. Thế vào đó thì các anion mang điện tích âm sẽ gây rối loạn cái thẩm thấu ở màng tế bào, và vi khuẩn không trao đổi chất được thì cũng sẽ bị chết. Với một cái điều kiện, đấy là nồng độ axit phải tương đối mạnh, pH phải nhỏ hơn 3.5 thì mới có đủ cái H cộng cũng như là các anion có thể làm vi khuẩn chết được. Vì vậy mà Matisse đã sử dụng peeling với một cái pH rất là thấp, chỉ gần 3, đảm bảo một cái hiệu quả diệt khuẩn rất mạnh cho một cái làn da mụn viêm mà hoàn toàn không dùng đến kháng sinh. Và điểm đặc biệt đó là các AHA như là lactic acid và glycolic acid thì lại được kết hợp với mandelic acid từ cái hạnh nhân ngọt và tạo nên một phân tử rất là lớn. Và như vậy thì những cái phân tử này chỉ hoạt động trên bề mặt da, hoàn toàn không đi sâu xuống dưới da nên không làm cho làn da bị tổn thương, rát đỏ và bong vẩy. Khi thực hiện trị liệu peel thì chúng ta sẽ làm sạch da với sữa rửa mặt và lotion. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành những cái bước như sau. Chúng ta dùng 1 cho tới 2ml cái smoothing peeling này. Chúng ta sẽ đặt lên 5 điểm trên mặt, trán, hai má, mũi và cằm. Sau đó chúng ta sẽ dùng que silicone dàn đều để gel thấm sâu vào da. Và trước khi thực hiện peeling thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn đoán tình trạng da xem là có phù hợp không. Chính xác là chúng ta phải tính toán xem là với cái làn da đó chúng ta sẽ sử dụng liều lượng như thế nào để đạt cái hiệu quả cao nhất và an toàn nhất. Với cái làn da mụn trứng cá bị viêm nặng, chúng ta có thể sử dụng tới 4ml một lần và thực hiện 2 lần một tuần. Sau đó sẽ giảm xuống còn 1 lần một tuần, với chỉ 3ml, 2ml trên một lần sử dụng khi mà tình trạng viêm đã giảm. Chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ hai. Đấy là chúng ta sẽ dùng cán của cái que silicone, chúng ta lăn đều lên trên da. Chúng ta cần thao tác kỹ ở những cái vùng da mụn viêm. Và thời gian của chúng ta cần thực hiện, đấy là cho tới khi gel khô. Và không quá 10 phút, da càng mất nước thì dung dịch càng khô nhanh và cái peel sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi. Đến bước 3, chúng ta sẽ dùng hai ngón tay bấu nhẹ cho da bong đều và chúng ta cần thao tác kỹ ở những cái vùng có nếp nhăn sâu hoặc là chúng ta phải rất là nhẹ tay ở những vùng da mụn. Còn vùng mũi thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bạn sẽ lấy một cái chút bông bọc lại với cái giấy khô hoặc là gạc và chúng ta sẽ kỳ nhẹ ở vùng mũi nếu mà có nhiều mụn đầu đen hoặc là những cái vùng có nhiều nếp nhăn sâu như là khóe miệng hoặc là cằm. Sau khi peel xong, chúng ta sẽ không rửa lại với nước mà bạn sẽ dùng cái post peeling massage gel
tuyếp 200ml, mỗi lần sử dụng từ 2 cho tới 4ml tùy vào tình trạng da. Chúng ta cần đắp một lớp đủ dày lên trên da. Sau đó thì chúng ta lại dùng cái que silicone gạt và massage rất là nhẹ lên trên da. Rồi chúng ta sẽ để yên trong khoảng 10 phút rồi rửa sạch với nước. Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng lệch cái bộ đôi sản phẩm này, chúng ta sẽ còn thừa rất là nhiều cái sản phẩm Post Peeling Massage Gel, cái tuyếp 200ml này. Thì bạn có thể dùng nó như là một cái gel massage hoặc là mặt nạ cấp ẩm làm dịu da cho làn da nhạy cảm. Lưu ý là nếu như là khi mà chúng ta dùng như là gel massage thì chúng ta cần thao tác rất là nhẹ nhàng và đơn giản, chủ yếu là thoa nhẹ để gel thấm sâu vào da, chứ không phải chúng ta thực hiện những cái thao tác phức tạp của cái massage nâng cơ. Chúng ta sẽ thực hiện massage chỉ trong khoảng độ 5 đến 7 phút, sau đó bạn có thể để yên trên mặt để làm thành một cái mặt nạ luôn. Và quan trọng nhất, chúng ta đừng quên đắp cái mặt nạ sữa chua Probiflora sau khi mà chúng ta thực hiện peeling. Chúng ta để trên da khoảng 5 đến 7 phút, rửa sạch và lại tiếp tục trị liệu. Trị liệu peeling của Matisse thì hoàn toàn không làm bong da hoặc là đỏ da như các trị liệu peeling thông thường, nhưng mà hiệu quả cực kỳ mạnh. Vì vậy, trong tuần đầu tiên mới có thể thực hiện được 2 lần một tuần trị liệu đối với làn da mụn trứng cá. Và cái trị liệu peeling này chỉ được thực hiện bởi những cái kỹ thuật viên có kinh nghiệm, hoàn toàn không được tự thực hiện ở tại nhà. Trị liệu mạng peeling này là một trong những bước rất là quan trọng trong cái quy trình thực hiện để trị liệu mụn trứng cá viêm. Các bạn hãy inbox cho Yến nếu như cần thêm cái thông tin để chúng ta có thực hiện được cái trị liệu peeling này một cách hoàn hảo nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.